chào các bạn học sinh khối lớp 5 thân yêu. Ngày hôm nay, cô sẽ đồng hành với các em trong môn học toán. Các em đã sẵn sàng cho tiết học mới chưa nào? Chúng ta bắt đầu. Ngày hôm nay, các em sẽ được đổi hình thức học tập thành tham gia một chuyến xe rất đặc biệt được mang tên chuyến xe tri thức. Các em sẽ được đến tham quan một ngôi nhà nhỏ, trong đó chứa rất nhiều điều bí mật. Để đến được nơi đây, thì các em cần phải vượt qua 4 chặng đường, tương ứng với chặng 1, 2, 3 và 4. Sau khi hoàn thành các thử thách, các em sẽ biết được điều bí mật đó là gì. Các em hãy cố gắng thật tốt để vượt qua các chặng đường nhé. Chúng ta xuất phát thôi nào. Cùng lên xe và đi thôi nào. Các em nhớ rằng trong tình hình dịch bệnh hiện nay, khi ra đường cần phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe nhé. Mình cùng đến với chặng số 1 để xem chặng số 1 thử thách là gì. Chặng 1. Hãy viết lại các đơn vị đo diện tích mà các em đã học. Các em hãy mở vở, lấy bút, nhớ và viết lại các đơn vị đo diện tích mà các em đã học. Các em có 2 phút để suy nghĩ và viết các đáp án. Hãy bấm dừng video để thực hiện thử thách nhé. Cô tin chắc rằng bạn nào cũng đều hoàn thành tốt thử thách này. Ngay bây giờ hãy cùng kiểm tra đáp án với cô nào. Tiết trước, các em đã được học về hectomet vuông, decamet vuông. Ngoài ra chúng ta còn học kilomet vuông, mét vuông, decimet vuông và centimet vuông. Cô khen tất cả các bạn đã nhớ được các đơn vị đo diện tích. Vậy thì ngoài đơn vị đo diện tích này, chúng ta còn có một đơn vị đo diện tích nữa để sử dụng đo những diện tích rất bé, đó chính là milimét vuông. Dựa vào kiến thức ở bài học trước về hectomet vuông và decamet vuông, bạn nào giỏi có thể cho cô biết milimét vuông là gì? À đúng rồi, milimét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1mm. Cô có hình vuông, cạnh là 1mm. Vậy diện tích của hình vuông này sẽ là 1mm vuông. Vậy thì qua cách viết của các đơn vị trước các em đã học, các em hãy thử đoán xem milimét vuông sẽ được viết như thế nào? À, milimét vuông được viết tắt là mm2, đọc là milimét vuông. Các em hãy viết đơn vị này vào vở để ghi nhớ nhé. Và đây cũng chính là bài toán ngày hôm nay chúng ta sẽ học milimét vuông. Cô có hình vuông có cạnh là 1cm. Cô chia các cạnh thành 10 phần bằng nhau. Chúng ta đã biết 1cm thì bằng 10mm. Vậy mỗi hình vuông nhỏ sẽ có cạnh là bao nhiêu? Các em giỏi quá! Mỗi hình vuông nhỏ sẽ có cạnh là 1mm và diện tích sẽ là 1mm vuông. Vậy thì diện tích của hình vuông có cạnh 1cm là bao nhiêu? Đúng rồi! Diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm là 1cm vuông. Vậy thì có tất cả bao nhiêu hình vuông nhỏ có cạnh 1mm? Chính xác, có 100 hình vuông nhỏ có cạnh 1mm. Ta thấy hình vuông có diện tích 1cm vuông gồm 100 hình vuông có diện tích 1mm vuông. Từ đó ta có mối quan hệ giữa cm vuông và mm vuông như sau. 1cm vuông thì bằng 100mm vuông. Vậy thì 1mm vuông sẽ bằng 1 phần 100cm vuông. Các em hãy viết lại để ghi nhớ mối quan hệ này nhé. Chúc mừng các em hoàn thành chặng số 1. Chúng ta cùng đến với chặng số 2 xem thử thách ở đây là gì. Chặng 2. Hãy hoàn thành bảng đơn vị đo diện tích. Vậy là chúng ta đã học hết các đơn vị đo diện tích rồi. Các em cùng quan sát lại bảng đơn vị đo diện tích. Cô có đơn vị mét vuông là đơn vị thông dụng nhất. Bé hơn mét vuông là 3 đơn vị: decimet vuông, centimet vuông và milimet vuông.
Lớn hơn mét vuông sẽ có km vuông, hecto mét vuông và dega mét vuông. Vậy mối liên hệ giữa các đơn vị đo sẽ như thế nào? Cô đố các em biết, 1 mét vuông bằng bao nhiêu decimet vuông? Đúng rồi đó, 1 mét vuông bằng 100 decimet vuông. Vậy 1 mét vuông bằng bao nhiêu dega mét vuông? Các em giỏi quá, 1 mét vuông bằng 1 phần 100 dega mét vuông. Tương tự như vậy, các em hãy hoàn thành bảng đơn vị đo diện tích này. Các em có 3 phút để hoàn thành thử thách. Hãy bấm dừng video để làm bài. Cùng kiểm tra đáp án nhé các em. 1 decimet vuông sẽ bằng 100 cm vuông. 1 cm vuông bằng 100 mm vuông. 1 decamet vuông bằng 100 m vuông. 1 hectomet vuông bằng 100 decamet vuông. 1 km vuông bằng 100 hectomet vuông. Cô tin chắc rằng bạn nào cũng làm đúng hết. Vậy mỗi đơn vị đo diện tích gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền nó? Đúng rồi, mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. 1mm vuông sẽ bằng 1 phần 100cm vuông. 1cm vuông bằng 1 phần 100 dm vuông. 1 dm vuông bằng 1 phần 100 m vuông. 1 dkm vuông bằng 1 phần 100 hectomet vuông. 1 hectomet vuông bằng 1 phần 100 km vuông. Vậy thì mỗi đơn vị đo diện tích gấp bao nhiêu lần đơn vị lớn hơn tiếp liền nó? Chính xác, mỗi đơn vị đo diện tích bằng 1 phần 100 đơn vị lớn hơn tiếp liền. Hay nói cách khác, hai đơn vị liền kề nhau hơn kém nhau 100 lần. Cô tin chắc rằng các em đều hoàn thành tốt thử thách này. Cô khen các em. Và đây cũng chính là nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta. mm vuông, bảng đơn vị đo diện tích. Các em cùng nhắc lại nào. Chúc mừng các em hoàn thành chặng số 2. Mình cùng lên đường đến chặng số 3. Chặng 3. Ở chặng số 3 yêu cầu chúng ta đọc to viết đúng. Bài yêu cầu chúng ta đọc viết các số đo diện tích. Cô có bảng sau gồm 2 cột. Cột thứ nhất viết số đo diện tích. Cột thứ hai đọc số đo diện tích. Các em hãy hoàn thành các phần còn lại vào chỗ trống. Các em cùng xem ví dụ. 29mm vuông sẽ được đọc là 29mm vuông. Tương tự như vậy, các em hãy hoàn thành các số còn lại. Các em có 3 phút để hoàn thành thử thách. Hãy bấm dừng video để làm bài. Bây giờ các em cùng kiểm tra đáp án với cô. 305mm vuông sẽ được đọc là 305mm vuông. 1200mm vuông sẽ được đọc là 1200mm vuông. 168mm vuông sẽ được viết là 168mm2, 168mm vuông. 2310mm vuông sẽ được viết là 2310mm2, 2310mm vuông. Các em có làm đúng bài này không nào? Cô tin chắc rằng bài tập này không làm khó được các em đâu. Cô khen tất cả các bạn làm đúng. Chúc mừng các em hoàn thành chặng số 3. Mình cùng đến với chặng cuối cùng để xem chặng số 4 là gì nào. Chặng 4. Ở chặng số 4 yêu cầu chúng ta đổi các đơn vị đo diện tích. Các em hãy đọc lại yêu cầu đề, điền số thích hợp vào chỗ chấm. 5cm vuông bằng .mm vuông. 12km vuông bằng .hectomet vuông. 1 hectomet vuông bằng .mét vuông. 7 hectomet vuông bằng .mét vuông. Các em có 2 phút để hoàn thành bài tập. Hãy bấm dừng video để làm bài. Bây giờ hãy kiểm tra đáp án cùng cô nào. 5cm vuông sẽ bằng 500mm vuông. 12km vuông sẽ bằng bao nhiêu hectomet vuông đây? À đúng rồi, bằng 1200 hectomet vuông. 1 hectomet vuông bằng bao nhiêu mét vuông?
Cô tin chắc rằng câu này không làm khó được các em. 1 hectare mét vuông sẽ bằng 10.000 mét vuông. Vậy thì 7 hectare mét vuông sẽ bằng 70.000 mét vuông. Cô xin chúc mừng tất cả các bạn có đáp án chính xác. Các em đã hoàn thành chặng số 4. Chúng ta đến nơi rồi. Chúc mừng các em đã tới đích an toàn. Các em đã vượt qua 4 thử thách rất là giỏi. Cô khen tất cả các em. Qua các chặng đường, chúng ta cùng kiểm tra xem đã nhớ được những gì nào. Cô có bài tập sau, tìm các cặp số đo diện tích bằng nhau. Các em hãy nối con nong màu đỏ, màu xanh và màu đen với bông hoa thích hợp. Cô cũng có 3 bông hoa, màu vàng, màu xanh và màu tím. Các em có 2 phút để suy nghĩ câu trả lời. Hãy bấm dừng video để tìm cặp ong và hoa thích hợp nhé. Cùng kiểm tra đáp án nhé các em. Con ong màu đỏ sẽ được nối với bông hoa nào đây? Giỏi quá, con ong màu đỏ được nối với bông hoa màu tím. 1 cm vuông bằng 100 mm vuông. Vậy con ong màu xanh sẽ được nối với bông hoa nào? Đúng rồi, con ong màu xanh được nối với bông hoa màu vàng. 1 mm vuông bằng 1/100 cm vuông. Vậy con ong màu đen sẽ được nối với bông hoa màu xanh. 100 hectomet vuông sẽ bằng 1 km vuông. Cô khen tất cả các em. Cô chắc chắn rằng bạn nào cũng làm đúng hết. Qua bài tập trên và các nội dung chúng ta đã học, bạn nào có thể cho cô biết hai đơn vị đo diện tích liền kề nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần? À đúng rồi, hai đơn vị đo diện tích liền kề nhau hơn kém nhau 100 lần. Các em hãy ghi nhớ điều này nhé. Các em đã vượt qua 4 chặng đường rất là tốt. Như ban đầu cô đã nói, khi vượt qua 4 chặng đường, các em sẽ được đến một ngôi nhà nhỏ chứa rất nhiều điều bí mật. Bây giờ chúng ta cùng xem điều bí mật đó là gì qua chuyến tham quan đồ vật kỳ thú. Các em có biết đây là gì không? Cô tin chắc rằng một số bạn sẽ biết đây là gì đó. Đây chính là những con chip điện tử, mạch điện tử có diện tích khoảng 6 mm vuông. Chúng ta sẽ thấy được nó ở trong các đồ điện tử đó. Chắc chắn nhiều bạn sẽ nhận ra đồ vật này. Đây chính là giày trượt băng. Đế giày trượt băng nghệ thuật chỉ khoảng 50 mm vuông thôi. Rất là sắc đó các em. Đồ vật kỳ thú còn được nằm ở đây nữa này các em. Các em có biết đây là gì không? À, đây là những cuốn sách cực kỳ nhỏ. Đặc biệt, Học viện Israel còn tạo ra một cuốn sách kinh thánh nhỏ nhất thế giới. Chỉ có 5/10 mm vuông thôi. Thật đặc biệt đúng không nào các em? Chắc hẳn nhiều bạn chưa biết điều này đâu. Chúng ta có thể thấy trên thế giới có rất nhiều điều kỳ thú đúng không nào? Các em đã đến được nơi bí mật, tham quan những điều kỳ thú rồi. Bây giờ chúng ta cùng trở về thôi nào. Sau khi trở về nhà, các em cần xem lại bài mm vuông bảng đơn vị đo diện tích ngày hôm nay. Ngoài ra, các em cần chuẩn bị bài luyện tập trang 28. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các bạn học sinh khối lớp 5 ở các tiết học sau nhé.